được cái ba chùm gan đều không. Từ ngày em đi học thầy Châu, cái ngày đầu tiên em có viên đá là ba em chùm. Đến hôm nay là gần 3 tháng, gần 3 em đi lấy khám ở Thái Lan á. Kết quả xét nghiệm máu là cholesterol thật là bình thường. Bình thường cho người đặt stent là nó dưới cái mức của cái người bình thường nữa. Cái người bình thường là cái chỉ số bao nhiêu em không nhớ, mà 120 đến 140 cái đơn vị gì đó. Mà ba em là cho phép chỉ có được 90 thôi. Tại cái người đặt stent rồi mà cái mỡ trong máu mà nó có chút xíu là nó đóng vô cái stent là còn khó hơn nữa. Do đó cái mức đó mà bác sĩ mừng quá, nói là bữa nay ba tốt. Mà 4 năm nay chưa bao giờ được như vậy. Và bây giờ nhờ chùm gan. Nhờ chung mà kết quả máu của ba là ngon lành. Cái gì cũng tốt, trẻ ra nữa cô. Đau huyết áp thì huyết áp của ba cũng mình ổn. Ngày xưa thì cũng uống thuốc đó, nhưng mà cholesterol vẫn cao, không có hạ được. Nhưng mà bây giờ thì cũng thuốc như vậy, nhưng mà chừng em ba.